Chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài số 6, giáo trình đường đến nước Nga, phần 10. Trong bài này, chúng ta sẽ tập nghe tiếng Nga. Nhiều bạn nói rằng là các bạn có thể nói được nhưng mà khi nghe thì không hiểu gì cả. Cho nên là chúng ta phải tập nghe nhiều. Trong bài ngày hôm nay sẽ giúp các bạn định hướng thế nào là cách nghe một uh, câu thoại tiếng Nga hoặc là một đoạn đối thoại tiếng Nga. Hoặc là một uh, lời nói tiếng Nga. Quan trọng nhất là chúng ta phải biết nghe cái gì trong cả một chuỗi câu dài. Để nắm được những ý chính của nó. Trước khi vào bài nghe, chúng ta sẽ luyện qua một chút. Để tiếp tục cái bài hôm trước chúng ta còn đang bỏ dở. Đó là bài Prachitache Chekst. Hãy đọc đoạn. Bài đọc ở dưới đây. Chúng ta có bài đọc như sau. Vốt карта вот карта đây là tấm bản đồ. Посмотрите, hãy xem. Это наш đây là thành phố của chúng ta. Вот центр, центр. Đây là trung tâm. Здесь музеи, Teatri гостиницы, магазины, рестораны. Và ở đây có các viện bảo tàng, đây là số nhiều các em nhìn thấy hết nhé, đây là số nhiều. Đây có các viện bảo tàng Teatr là các nhà hát. Gastronomie là các khách sạn. Magazine các cửa hàng. Và restaurant là các quán ăn lớn hay là các nhà hàng. Avod вот моя улица. Còn đây là cái đường phố của tôi. Hoặc là đường phố nhà tôi. Chúng ta hay nói đường phố nhà tôi. À, nơi mà có cái ngôi nhà của bạn đó. Посмотрите. Hãy xem nhé. Slewa Park. Phía bên trái thì là công viên. Stadion. Sân Vận Động, Paliklinika, uh, Phòng Khám Đa Khoa, Sprava, Universitet. Ở phía bên phải thì có trường đại học tổng hợp. Bibliotheca, Thư viện, Zürich và Dabzik. A à, Vot Tam, Mối Đồm. Và còn kia là ngôi nhà của tôi, A à, Tút, Maya là Thế còn ở đây thì là trường học của tôi. Vậy thì bây giờ chúng ta nghe lại bài đọc nhé. Vot карта. Посмотрите, это наш город. Вот центр. Здесь музеи, театры, гостиницы, магазины, рестораны. А вот моя улица. Посмотрите, слева парк, стадион, поликлиника, справа университет, библиотека, цирк. А вот ta muốn đom, maya, scola. Vậy thì tôi sẽ giải thích là các bạn sẽ phải làm gì với cái bài đọc này. Trước hết là các bạn sẽ nghe bài đọc này nhiều lần. Đấy, nghe bây giờ tôi sẽ đọc lại cho các bạn một lần nữa. Và sau khi nghe nhiều lần rồi thì các bạn khi mà đã quen cái giọng tôi đọc cái bài này rồi, thì các bạn sẽ cố gắng đọc theo giống như thế, tức là đọc theo về cái ngữ điệu, chỗ nào lên, chỗ nào xuống, đọc giống như thế. Và các bạn cố gắng đọc nhiều lần đi, đọc hai lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, càng nhiều càng tốt, 10 lần, 20 lần. Thì sau đó là các em cố gắng là khi mà đọc nhiều như thế tự dưng các em sẽ học thuộc được cả cái bài này. Và các em tưởng tượng là à, lấy tờ giấy và cái bút là các em sẽ vẽ cái bản đồ, vốt ta đây là cái bản đồ, ta là bản đồ. Đây là hình như là từ mới đối với các em đúng không ạ? À, thế và sau đó thì các bạn sẽ vẽ cái thành phố của các bạn là trung tâm này, gồm có cái gì, cái gì, cái gì này đó như và vừa rồi tôi đã dịch cho các bạn nghe thế và các bạn sẽ hình thành lên một cái bản đồ và như vậy là đây chính là cái bài tập tiếp theo đây narisuiche suvayu kartu hãy vẽ cái bản đồ của mình narisuiche suvayu kartu Расскажите что gde находится và hãy kể xem là cái gì nằm ở đâu ispunzuiche danne znaki và hãy sử dụng những cái ký hiệu ở dưới này thì vậy những ký hiệu này ở ở đây thì các em sẽ vẽ theo dạng như thế này. Gastinitsa là đây là khách sạn này. Musee viện bảo tàng. Restaurant đấy là nhà hàng này. Parki là công viên. Biblioteka là thư viện. Universitets à, trường đại học tổng hợp. Schola là trường học. Dom nhà này. Tsirk là giáp siếc này. Magazine đấy là cửa hàng. Poliklinika là phòng khám đa khoa. Theatri là nhà hát và Stadion là sân vận động chúng ta sử dụng những cái này và chúng ta sẽ vẽ bản đồ sau đó thì các bạn sẽ kể theo cái dạng này dường như là các bạn đang kể cho một ai đó nghe mặc dù là các em học có một mình ở nhà thôi nhưng mà các em cứ tưởng tượng là ngồi bên cạnh một người bạn thân của mình và bạn đang cho người bạn của mình xem cái bản đồ thành phố của các em thế và các em phải kể cho bạn nghe là Это наш город. Вот центр. Здесь музеи, гости... театры. Вот центр. Здесь музеи, театры, гостиницы, магазины, рестораны. А вот моя улица. Посмотрите, слева парк, стадион, поликлиника, справа университет. библиотека, цирк. А вот там мой дом. А тут моя школа. Đó. Thì vậy thì chúng ta đã qua cái bài này nhé. Chúng ta sẽ không quay lại nó nữa mà các em chỉ cần khi mà muốn nghe lại các em cố gắng quay lại uh, cái đường uh, tiếng, đường hình để các em uh, nghe nhiều lần và cố gắng học thuộc nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần bài chính của bài ngày hôm nay, đó là phần phonetic ta tức là cái phần mà chúng ta uh, nghe và ở à, đây là Aujira và là phần à, gọi là nghe hiểu chúng ta cố gắng nghe luyện nghe luyện nghe nói đấy đó thế vậy thì bây giờ như thế này bây giờ các em sẽ nghe một bài mà do người bản ngữ đọc sau đó thì à, chúng ta tôi sẽ giải thích sơ qua cho các bạn à, cái nội dung và sau đó thì chúng ta sẽ cố gắng thử trả lời nhé ok chúng ta nghe nha урок шестой Задание 1. Здравствуйте, это Антон. Скажите, Анна дома? Да, дома. Позовите ее, пожалуйста. Минуту. Анна, ты знаешь, когда лекция? Нет, я не знаю. Виктор знает. Спасибо. Виктор, привет, это Иван. Скажи, пожалуйста, когда лекция? Лекция завтра утром. Спасибо. Như vậy vừa rồi trong đoạn đối где сейчас Анна? Она знает, когда лекция? Она знает, когда лекция? Anna có biết là bao giờ có uh, giờ giảng không? Кто знает, Ai biết khi nào có bài giảng? Và câu hỏi cho đoạn đối thoại thứ ba. Скажите, когда лекция? các bạn hãy nói xem là khi nào thì có bài giảng. Đó. Thì vậy thì nội dung của ba câu hỏi như vậy nhé. Các em nhớ lại nhé. À, trước hết là Где Anna? Cái thứ hai, Anna знает. Anna có biết không? Или не знает, hoặc là không biết. Thế nếu Anna không biết thì Kto này À Ai biết Đúng không ạ à, Và câu hỏi thứ ba là Скажите Когда Lexia À các bạn hãy tự nói là Khi nào thì có Lexia Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau Xem lại nhé Và bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem Bài đọc Урок шестой Задание один Здравствуйте Это Антон Скажите, Анна дома? Да, дома. Позовите ее, пожалуйста. Минуту. Анна, ты знаешь, когда лекция? Нет, я не знаю. Виктор знает. Спасибо. Виктор, привет. Это Иван. Скажи, пожалуйста, когда лекция? Лекция? завтра утром. Quay trở lại với câu hỏi của chúng ta cho đoạn đối thoại thứ nhất. Где Anna. Thì vậy thì chúng ta biết là ở trong đoạn đối thoại này có câu là gì nào? Скажите Анна дома. À Thế xin hãy nói cho tôi biết cô Anna có nhà không? Đã đồ Vậy thì câu hỏi của chúng ta là gì? Gdje Anna? Anna đồ Anna đồ Đúng ạ? Đó. Thì cũng trả lời được Xong câu hỏi thứ nhất là cô Anna lúc này đang ở nhà. Câu hỏi thứ hai là gì nào? Anna знает, когда Anna знает, когда лекция. Cô Anna có biết là khi nào thì có giờ giảng không? Нет, Anna не знает. Trả lời là gì? Không, cô ấy không biết. Đây là нет, я не Chúng ta phải nói là gì nào? Нет, Anna не знает. Hoặc là Anna не знает. Anna là cô ấy đúng không ạ? Còn đây là Anna là cô Anna. Đó, trọng âm nó khác nhau một chút đúng không ạ? Нет, она не знает. Cô ấy không biết. Hoặc là нет, она не знает. Không, cô Anna không biết. Thế thì có câu hỏi tiếp theo là gì? А кто знает? Đó, đây. Кто знает? Кто знает? Đúng không ạ? Кто Các Как liệt лекция? Ai biết? Thì khi nào có bài giảng? À, Виктор знает. chúng ta sẽ trả lời sao nào? Виктор знает. Đó. Thế vậy câu thứ ba của chúng ta là gì nào? Скажите, когда лекция? Là, скажите, пожалуйста, когда лекция? Là, chính bản thân các bạn phải trả lời câu hỏi là gì? Khi nào thì có bài giảng? Лекция завтра утром. Chúng ta trả lời luôn đây. Лекция завтра утром. Лекция. Лекция завтра утром. Là, bài giảng sẽ vào sáng ngày mai, vào buổi sáng. Đúng không ạ? Đó. thế vậy thì đó là cái cách mà chúng ta uh, à, học một cái đoạn À, tập nghe một cái đoạn à, mẫu câu, một cái đoạn đối thoại và để chúng ta có thể hiểu được nó. Bây giờ để chốt lại thì chúng ta sẽ nghe lại bài này một lần nữa nhé, thậm chí có thể hơn đi. Урок шестой, задание один. Здравствуйте, это Антон. Скажите, Анна дома? Да, дома. Позовите ее, пожалуйста.

bài đọc bằng giọng của người bản ngữ bây giờ tôi sẽ đọc cho, lại cho các bạn nghe một lần nhé à, cũng cũng tương tự như vậy thôi đọc lại để cho các bạn nghe bởi vì các bạn quen cái giọng của tôi hơn có thể các bạn sẽ hiểu nó hơn đúng không ạ thế và bây giờ chúng ta sẽ nghe thử nhé здравствуйте это антон à, chúng ta nhìn thấy đây là ngữ điệu đi xuống nữa это антон xin chào tôi là антон đây скажите анна дома à, xin hãy nói cho tôi biết cô anna có nhà không Да, дома, ко кой ня. Позовите ее, пожалуйста. Сингайгой койзу той. Минуту. Минуту лайдай мутфуд. Анна, ты знаешь, когда лекция? Нет, я не знаю. Анна, колкобила хинакобайзан Хам? Нет, я не знаю. Хум обед Виктор знает. Виктор Кобетхом. Спасибо. Виктор знает. Виктор знает. Виктора, ань Виктора бедай. бедай. Спасибо. синка Виктор, привет. Виктор, uh, синчао. Это Иван. Иван Скажи, пожалуйста, когда лексия? Ай чо завтра утром. Лексия вау Спасибо. До, Здравствуйте, это Антон. Скажите, Анна дома? Да, дома. Позовите ее, пожалуйста. Минуту. Анна, ты знаешь, когда Лексия? Нет, я не знаю. Виктор знает. Спасибо. Виктор, привет. Это Иван. Скажи, пожалуйста, когда Лексия? Лексия завтра утром. Спасибо. Да, ты зовут да? Хоксам. Фан мой, кубай, сусау. trong bài này thì chủ yếu là ngữ liệu ở ngữ ngữ liệu à trong bài này chủ yếu dữ liệu là để cho các em học nói và học uh, hiểu một uh, lời nói của người bản ngữ muốn vậy thì chúng ta phải cố gắng là nghe nhiều lần và để chuyển những cái dữ liệu này thành cái dữ liệu của các em lúc đó thì các em mới có thể hiểu được bởi vì như tôi thường nói với các em là nếu như dữ liệu mà các em không biết thì khi người bản ngữ nói các em sẽ không thể hiểu được không hiểu người ta nói cái gì, đó là lẽ dĩ nhiên thôi bởi vì tôi hay nói vui là gì? Bởi vì chúng ta không phải là thầy bói, đúng không ạ? Chúng ta phải biết cái dữ liệu đó thì sau đó thì người ta nói chúng ta mới biết được chứ. Chứ làm sao mà chúng ta không biết mà lại đoán được đúng không ạ? Mà muốn biết được, muốn có được cái dữ liệu này thì các em phải chuyển hóa dữ liệu này thành cái dữ liệu ở trang đầu các em. Thế nhé. Bài học của chúng ta xin tạm dừng tại đây. Các em đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông để nhận bài thường xuyên, bấm like viết bình luận bên dưới và nhớ chia sẻ bài để cho kênh được phát triển hơn nữa chúc các em học tốt có cuộc sống bình yên luôn thành công và toại nguyện mọi ước mơ của mình